tàu pin nó có 3 vạch pin. Mới khỏe đấy. Con quay này nhưng mà đi nó cũng phải rồi, đã rồi. Cái cao đi được trên phố. Đấy, loại này số 2 đến số 3, số 2 rất yếu nhất. Trong cái đường ấy, đường ruộng ấy, cái đi số 1, số 1 lần một tí xong lên số 2 luôn. Cái ai chuyển số giật á. Xe Jin chuyển lên số mà nó còn giật, thì là xuống số. Rồi, nó che đéo gì, có loại che kiểu gì ấy. Che nó vẫn chạc. Thank you.
hàng tập đoàn F1.